Bài kinh này nếu mà để bà con cư sĩ đó mà mà tự mà đọc mà hiểu được đó, thì cũng là cả vấn đề Rồi, kỳ rồi là mình học về về Tuệ về Thọ về tưởng ấy à. nhưng mà kỳ này đó là mình học về cái tiếp theo đó là cái một cái cái, cái câu hỏi tiếp theo của ngày 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 mai hay có cả hỏi ngày sẽ là phát À, thưa hiền giả dạ, cái ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì ừ. cái câu này nghe rất là khô mà mình tưởng chừng tưởng chừng như là nó không liên quan tới mình thì không phải cái ý thức thanh tịnh ở đây đó, trong tiếng Pali gọi là Paris xuất thác Manu ý thức thanh tịnh thì ý thức thanh tịnh ở đây là gì là ý thức thanh tịnh ở đây là chỉ cho cái uh, Tâm... trong chỗ này thôi nha trong chỗ này thôi nha vậy chứ không phải là lúc nào cũng thấy như vậy là hiểu nghĩa là chết trong chỗ này nè thì cái ý thức tinh tịnh parisota mano nhà nó nó chỉ cho cái tâm tứ thiền sắc giới à, tâm tứ thiền sắc giới mà gọi là không có liên hệ năm căn làm sao năm căn đây tức là năm căn năm cái giác quan mắt tai mũi lưỡi đó năm giác quan vật chất á cái đoạn này rất là sâu ờ, cái câu hỏi này là nó vắn tắt như thế này cái tâm ngủ tâm trong ai thì làm người tâm ngủ thiền mà trong tận kinh người là tâm tứ thiền nhé thôi giờ mình nói về tận kinh đi cái tâm tứ thiền sắc giới có thể đưa tâm tứ sắc giới mà không liên hệ năm căn nó đưa đến cái gì là như thế này <laughs> tất cả chúng sanh trong đời này nó chia làm ba cách cấp. cấp một sống chết buồn vui trong năm trần cảnh vật chất nha sống chết buồn vui à, trong năm cái trần cảnh vật chất người để thích nghe người thích ngửi, người thích ăn người thích ngủ v. vân vân quẩn quanh ở trong năm cái căn vật chất thì cái hạn này được gọi là hạn chúng sanh dục giới cái hạn thứ hai đó là nó, nó lâu gọi nó là rất hiếm rất hiếm à, rất hiếm trong số hàng tỷ chúng sanh mà hưởng dục đó thì nó có lọt ra một mớ. nó chán dục, nó chán một cách nào ta? nó chán tức là nó thấy rằng là năm dục thứ nhất là cái vui của nó rất là trẻ con, rất là thiển cận, rất là nông cạn, mà rất là thấp kém, yeah, thấp kém, mà thứ hai nó là nó không có bền, cái 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 niềm vui, cái hạnh phúc mình do vật chất đem lại nó không có bền, mà có nhiều người họ thấy nhưng mà họ lê quay rồi không tìm ra cái cái cái, cái, cái đường thoát Ừ. cho nên nó mới lội ra bây giờ mình thấy có một số người mà họ bỏ hết phố xá eh, cộng đồng xã hội họ lên núi cao rừng nắm, Họ ở mình ở các kì, cái cái trời ở cái rẫy á ừ. mình có thể hiểu đại khái đây người nghèo tôi nói đây người nghèo thì họ bị hoàn cảnh dồn đẩy rồi tôi mới nói mà tôi nói những người mà họ có điều kiện đó họ cũng chán phố xa bán buôn tiệm tùng rồi họ nản ừ. nhưng mà họ chán vậy thôi chứ họ không biết đường thoát thế là à có cái thế làm mới mệt ở trong vô số chúng sanh hưởng dục ấy thì nó có một số chúng sanh biết chán cái dục hình như nãy tôi mới nói đó thấy nó không có bền mà thấy nó thấp kém lắm thấy cái niềm vui mà đến từ cái chuyện ăn rồi mặc ở rồi thấy nó tầm thường rồi mới thích mà cái do ở đâu có cái này do cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời rồi do cái gì nữa do cái môi trường sống rồi do cái tiền nghiệp ba cái này nó mới tác động cho họ bây giờ họ có cái khuynh hướng tâm lý như vậy nhưng mà tới đó đủ chưa? Chưa Rồi còn nữa. Do ba cái đó mà bây giờ họ họ chán, họ, họ thấy chán ngán trong cái sự hưởng thụ dục lạc vật chất. Nhưng mà nếu bây giờ mà họ không có minh sư thiện hữu, không có được cái môi trường sinh hoạt mà phải nói là thích hợp, không có môi trường sinh hoạt thích hợp mà lại không có minh sư thiện hữu thì họ chán thì nhiều lắm đó là họ lên núi cao rừng đậm họ tách ra ở mình thôi à, còn nếu mình có minh siêu thiện hữu họ dạy cho mình tu thiền à, thiền sắc giới thì vô sắc giới nha yeah, yeah, nhớ yeah. như vậy thì cái hạng thứ nhất là sống chết buồn vui trong năm dục và cách cái hạng thứ hai đó là chán dục và có được minh siêu thiện hữu hướng dẫn cho tu tập thiền định Đã, đó là hạng thứ hai nhưng mà họ cái thiền định của họ nó vẫn phải lệ thuộc vào mắt và tai à, mắt và tai mình biết cũng khó tu thiền đúng không phải mắt và tai tin tưởng rõ ràng này. chính vì vậy cho nên ấy là cái hạn này khi mà họ đã tuy họ chán chục đúng nhưng mà khi họ lắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới đó, họ về trên cõi phạm thiên ấy họ okay, họ vẫn có thân xác họ vẫn còn thân xác họ, và, và, mặt mũi họ đẹp hơn tất cả chúng sanh còn lại nhớ nha cái này nhớ nha phạm thiên đẹp hơn tất cả chúng sanh còn lại từ cái ngoại hình cho tới cái gọi là hào quang cái phong thái và cả đặc biệt là cái âm thanh của phạm thiên nhớ nha phong thái dáng vẻ rồi âm thanh của phạm thiên là số 1 trong tam giới đúng không phạm viên vô sắc thì họ khi phạm thiên họ không có hình danh sắc tướng mà không có nói mình nói là trong những cái loài mà có có cái sắc tướng thì phạm thiên là đẹp nhất ừ. cho nên ý, cái cái kim thân của thế tôn được so sánh với cái thân của phạm thiên đấy và cái giọng nói của thế tôn được so sánh với cái giọng nói của phạm thiên ừ, cái từ tiếng pali gọi là gọi là prammasara. Prammasara. sara là là cái sao là cái voice ừ. <laughs> nghĩa là phạm âm tiếng nói của phạm thiên có một điều họ đẹp như vậy đó họ khôi vĩ họ tuấn tú như vậy đó nhưng mà um, họ không có đủ sáu cái đủ năm căn vậy năm giác quan họ không có họ chỉ có mắt và tai thôi mà cái ba cái mũi lưỡi thân của họ họ không có không phải là do khuyết tật mà bởi vì họ ly dục họ mới cần tế họ không có thần kinh khứu giác họ không có thần kinh vị giác họ không có thần kinh xúc giác họ không có ba cái đó thôi chứ của thanh tướng họ là tuyệt đẹp Chẳng những từ đẹp mà là đẹp nhất trong tam giới đẹp nhất trong tam giới nha trong tam giới đẹp lắm họ sống rất là lâu họ họ sống bằng cái niềm an lạc của thiền định tuy nhiên tuy nhiên do cái con đường mà dẫn đến quả phạm thiên ấy, của họ đó của cái đám người này nó có liên hệ vật chất đó là các địa mục của họ là điều mục vật chất họ lấy mắt họ nhìn Họ nhìn vào một cái miếng đất của một tô nước nhìn vào một cái miếng vải miếng giấy màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hoặc họ nhìn vào một cái khe hở họ niệm này một gió ví dụ như họ niệm này một hư không thì chính vì cái đề mục, họ chán dục nhưng mà cái đề mục đó họ tu thiền nó lại là còn ở trong cái vật chất này cho nên khi họ về cõi phẩm thiên đúng là họ không còn hưởng dục nữa nhưng mà do cùng dính lý một thẻo vật chất cho nên họ vẫn có thần tướng phải có thần tướng phải có hậu quan và có giọng nói nhớ nha thì trong số rất ít những bên cạnh vô số những người hưởng dục có một số ít người có khả năng gọi là buông bỏ để mà tu tập thiền sắc giới mà trong vô trong rất nhiều những người đặt thiền sắc giới thì có một số là ít nha rất là ít họ chán cái thiền sắc giới họ chán thấy rằng tuy là mình đã ra khỏi cái nhà cầu nhưng mà mình còn ở ừ, cầm nó vài mét cũng hơi hỏi nó cũng phản phất lắm họ nói đã chán nhà cầu thì phải ra khỏi nhà cầu mà phải đi xa xa kìa chứ còn mà nó cách nhà cầu có một hai mét thì cũng chưa đủ xa nhớ. họ chán dục nhưng mà họ thấy hãy còn có cái mặt mũi thân tướng giống 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 như mấy người có dục như vậy cũng chưa 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 khác này chưa khác họ chán chán luôn thì lúc bây giờ họ vẫn là là phạm thiên hoặc là vẫn là một vị đạo sĩ đắc thiền sắc giới nha vẫn là một người có thiền sắc giới nhưng mà cái thiền của họ lúc bây giờ nó hướng tới một cái chiều cao mới uhm, gọi là panjandriya nissakati nè nissakati nè có nghĩa là một cũng tứ thiền nhưng mà ni sắc này là không có liên hệ không có liên can không có dính líu không có mắc miếu gì tới vật chất nữa mà lúc bây giờ hướng tới một cái khác trước đây là hướng tới hơi thở hơi thở cũng là vật chất rồi màu xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng tất cả đều là vật chất tế hoặc thô thì có một, có một cái số ít chúng sanh họ chán cái vật chất họ mới nghĩ thế này làm sao mà ra khỏi cái sự chi phối ảnh hưởng của vật chất đây trên đời cái gì nằm ngoài vật chất thì họ mới nghĩ tới cái gọi là hư không uhm, nghĩ tới hư không trước đây trong cái đề một sắc giới nó có cái hư không nhưng mà hư không của cái đề một sắc giới là gì là khe hở là kẻ hở là chỗ trống lỗ trống trên một cái mặt phẳng Đấy. nhưng tức nghĩa là nói là hư không nhưng mà nó phải lệ thuộc cái trên cái nền tảng vật chất hư không của đề mục sắc giới nó phải lệ thuộc trên cái 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 nền tảng vật chất à, khi dùng cái khe hở thì cái khe nó phải có cái bờ cái rìa cái mép đúng không ừ. nhưng mà tới hư không của cái người mà chán sắc giới lại khác cái hư không đó, đó được gọi là cái hư không mà do gọi là casino casino các cái Cassinuka, có nghĩa là cái hư không mà nó do cái người mà 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 chán sắc giới hướng tới Người hư không đó nó không có lệ thuộc vào những cái 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 cái, cái, cái mép cái rìa nữa, cái bờ cái cái, cái, cái viền nữa. Mà họ nghĩ đến hư không bao la, cái hư không nằm ngoài vật chất. Đó. Chứ không phải hư không của cái khe cái kẽ nha. mà hư không của vũ trụ bao la đó, nó hư không đó, nó là không bờ mé. <laughs> và để hướng tới cái cảnh giới này nè thì đương sự phải có được là tứ thiền Ủa. sắc giới trong ai thì làm kêu là ngủ nó khổ chỗ là ai thì làm kêu ngủ mà mình tư bình tặng kinh như là tứ đó nhưng mà nó xui với cái đại chúng mà xin lỗi nha nó dốt quá đi nó bây tôi mệt lắm để cho được cái trách thì tôi giảng hai chữ thì là thôi đi là tôi cứ thống nhất tôi kêu tứ thiền bên Tạng kinh như nó gọn tại quý vị đang coi kinh đại rồi thì cái 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 tứ thiền này nè nó làm cái nền để cho người có người đó thì họ lấy tứ thiền họ chìm đắm trong cái tứ thiền này họ đắc tứ tứ thiền rồi họ thấy nó là đỉnh là top đúng không họ chìm đắm trong đó họ sống hết tuổi thọ rất cái đùng trở về của dục nhớ nha ừ. nhưng có một số rất ít khi mà chứng tới cái tứ thiền này nè họ mới chán họ mới chán đó họ mới nghĩ phải có cái gì hơn ta phải có cái gì hơn cái vật chất thế là họ hướng tới hư không Uhm, đây là lý do tại sao mà ngày mai có đi tới ngày hỏi ngày sẽ phật chỉ cái ý thức thanh tịnh mình nằm ngoài năm căn có thể dẫn tới cái gì đó thì ngày hỏi ngày, ngày biết rồi chúng ta trong kinh nó ngày biết rồi nhưng mà ngày muốn hỏi một cái vị sư huynh mà đệ nhất trí tuệ để hỏi cái ý kiến về này giảng rộng cho mình nghe thêm uhm, mà ngày không có ngày ngày không có xài ngày không có xài cái chữ chuyên môn hỏi thẳng mà ngày hỏi vòng vòng hỏi chứ ý thức thanh tịnh mình nằm ngoài năm căn á có nghĩa là cái tứ thiền của cái người mà chán chán gì chán vật chất ừ. thì nó dẫn tới cái gì thì nghe sao là phất nó nói đắc tứ thiền mà mê tứ thiền ý, thì quay trở lại với sắc giới nhưng mà đắc tứ thiền á, mà chán luôn sắc giới thì chán sắc pháp thì cái cái chán đó được gọi là ý thức tinh tịnh ý thức đó đức đó có thể dẫn đến các cái bệnh thiền các cái tầng thiền vô sắc yeah. gồm cái hư không vô biên thức vô biên và vô sở hữu Hữu không có biên nãy mới nói rồi Cũng nghĩa là họ chán vật chất quá đi Cho nên họ mới nghĩ đến cái gì Nằm ngoài vật chất Thì chỉ có hư trước mắt Chỉ có hư không à, Cái hư không bao la về vũ trụ Thì cái đó Mà hư không này phải là vật chất Mà nó là cái khoảng không Không có cái hiện hữu Không có diện hữu của vật chất Thì được gọi là hư không Nhớ nha Trong trường hợp này ừ. Thì họ khi Với cái trình độ Của một cái người đắc Tứ thiền Với trình độ Của một người đắc tứ thiền Nha chứ còn tự nhiên mình giờ mình hưởng dục um sùm chồng, chồng vợ rồi ăn nhậu bài bạc nhà cửa tự nhiên mình cũng nghe nói có vụ sắc mình ham mình nhau lên là đặt cái đó mới đúng mình phải đắt tứ thiền sắc giới mới được ờ, phải đắt tứ thiền sắc giới mới được rồi cái lúc đó cái chán của mình trong vật chất nó mới tới nơi tới chốt nha chứ còn mình giờ mình nghe nó bắt chước mình chán là cái chán mình nó nó trâu bò lắm. nó chưa đủ đủ tầm đâu nó trâu bò lắm còn người ta chán thiệt á người ta chán thì người ta nản lắm người ta nản lắm thì lúc đó là người ta mới nghĩ đến hư không và lúc người ta nghĩ đến như vậy người ta nghĩ đến trên đời này không có gì mà nó bao la như hư không thì ngay cái lúc mà họ nghĩ như vậy họ đắc cái tầng đầu tiên đó là tầng hư không vô biên và trong số những vị đắc hư không vô biên đó, hầu hết là họ thấy cái tầng đó là tầng cao nhất là ngon lành rồi nhưng mà bên cạnh nó có một số ít họ thấy rằng hư không tuy là vô biên nhưng mà nó còn bị cái tâm biết như vậy cái tâm mới thật sự là vô biên khi mà họ nghĩ được như vậy thì lập tức họ đắc cái tầng thứ hai đó là tầng thức vô biên đấy và khi đắc đến cái tầng này rồi đó thì đa phần là chết cứng đây không đi được nữa đó bữa nay cái bài giảng này nó sâu là sâu chỗ đó chúng sanh nó ghê gớm chỗ đó có nghĩa là nó là con dồi thì nó thấy cái đống phân là số một nó là con chó thì nó thấy cái kiếp chó là số một nó là con con bò thì nó thấy cái kiếp con bò là số một nó làm con người nó rách rưới tả tơi nhưng mà nó nó lại hài lòng như cái rách rưới tả tơi đó chứ đừng có nói mà nói người ta rách rưới tả tơi lại lại lụi người ta nói khổ nhau sống làm chi đó, thì là nó khổ như quỷ vậy đó nhưng mà nó cũng vẫn ham sống sợ chết đúng không rồi bây giờ là mình lên tới là nhà giàu đại gia phú hào tỷ phú nữa thì mình lại cũng dính cụ đền theo cái cách khác ừ, cứ như vậy thì cứ vậy lên từ 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 lên tới tới là đế thích rồi phạm thiên rồi ai cũng vậy hết luôn luôn chết dí ở trong cái cảnh giới mà mình đang có mặt cái cái sâu của bài kinh này là nhắm vào chỗ đó rồi. Đấy. tất cả chúng sanh giàu có mặt ở cả cảnh giới nào đi nữa nhưng mà luôn luôn mình dính kẹt ở cả trong cảnh giới mà mình đang thế mình nói là mang thân nữ là khổ chứ thử thời mà mình rời sáng ngủ dậy mình rời từ trên giúp thấy mình là nữ rồi đó không mình đang nam nha đang nam mình mình nói thân nữ là khổ vậy chứ sáng mình giật mình nhưng mà thấy mình là nữ thì sao thì mình lập tức mình sẽ, sẽ đem cái tâm tình cái cảm xúc của người nữ mình sống này mình cũng sẽ thích cái này ghét cái kia rồi hờn ghen rồi tùm lum cũng mắt buồn môi hờn giỏi rồi ý trang như bé bao nhiêu cái dòng nữ cái sắc nữ khác rồi này có nghĩa là mình có mặt trong cái hình hài nào có thân phận nào thì mình chết dí trong đó dầu đó là con chó con heo con dồi con bọ con sâu con rùi con bướm con ong nhớ như vậy và lên tới phi tưởng tới thiền cũng vậy lên cái tầng nào thì chết tầng đó khá lắm là chán được dục thì chứng thiền sắc chán thiền sắc lên được thời thiền vô sắc mà vô tới thiền vô sắc là, là vô cái tầng đầu tiên là dính nó nữa dính tiếp tục dính dính xong rồi sống hết tuổi thọ Lớp cái đồng trở lại chỗ thấp nhất nhớ nha mà cái đó nó làm nên cái hầm đương hội của mình À, cái hạn thứ nhất là nó thấy hư không là vô biên đắc hư, hư không vô biên xứ cái tầng thứ hai cái đứa thứ hai nó thấy rằng là đắc hư không vô biên nhưng cái hư không vô biên vẫn bị tâm biết cho nên tâm mới là vô biên nó đắc cái tầng thứ hai là tầng hư không vô biên nó từng, từng từng thức vô biên mà đến cái tầng thứ ba đó nó lại tiếp tục nó thấy hư không là vô biên nhưng còn bị tâm biết cái tâm nó còn nó còn vô biên hơn cả cái, cái, cái hư không nữa vì nó có biết cả hư không nữa nhưng mà cái tâm này nó có thể biết tâm kia, như vậy bản thân cái tâm nó cũng lạc nó tưởng bị biết à, cái chỗ này nó hơi hơi trừu tượng nha, có những người bây giờ đang hưởng trục nghe, nó ối mà, mà mà, ai mà quẩn người ta nhưng mà không cái này rất là dễ hiểu, có nghĩa là các cái do cái trình độ tâm linh mà người ta chán dần chán dần chán đến mức đứng đầu chán đó đứng đâu chán đó còn mình đứng đâu dính đó đứng đâu một rễ đó còn có bậc thượng căn đại trí thì họ đứng đâu họ chán đó. chán như nào mà gặp được phật ra đời rồi chứng thánh đó, thì họ nếp bàn đó. chứ còn mà đúng là bậc thượng trí đứng đâu chán đó còn cái thứ mà hạ căn tầm thường xúc vật đứng đâu dính đó khác nhau chỉ dính không người ta là đứng đâu chán đó đứng ngồi trên ngai vàng nó chán ngai vàng cầm cục ngọc chán cục ngọc bên cạnh mỹ nữ chán mỹ nữ bên cạnh mỹ nam chán mỹ nam đây. bên cạnh nhà lầu xe hơi thì họ chán nhà lầu xe hơi của mình là đúng đôi chính đó cái thao bằng mũ bằng nhựa cũ rì xì của thằng Mai mình cầm mình thấy cũng sướng nếu mình là thằng mày chỉ cần trong đó có một ít tiền là mình thấy nó vui rồi này ở đây cũng vậy thì ở đây ngày sẽ là phát ngày chỉ nhắc tới ba tầng này nhắc tới ba tầng bởi vì ở trong chú giải nó là bởi vì cái tầng thứ tư là phải được nói riêng và tư các Ừ, bà thì cái, cái tầng đó nó rốt ráo là chỉ cái chánh thẳng giác có thể nó rốt ráo cho nên ngài chỉ dừng lại ngài đắc là ngài đắc phi tưởng phi tưởng nha ngài sẽ là phát đắc cái phi tưởng phi tưởng nhưng mà gọi là trình bày một cách thoải mái đó, thì ngài chỉ trình bày từ cái tầng thứ ba nên trong chú giải nói như vậy còn riêng là đối với ngài thì ngài chỉ nhận xét một cách rất đơn giản tầng thứ tư là cái giai đoạn à, vi tế còn tầng thứ ba mà thôi đấy tầng một là chán vật chất thấy hư không là số một tầng thứ hai thấy hư không tuy mênh mông còn bị tâm biết gọi là hư không là thức vô biên tầng thứ ba họ nói rằng cả cái tâm vô biên kia cũng còn bị tâm khác biệt họ chán cả hai họ nói không thằng nào xài được hết cả cái tâm và lẫn hư không không thằng nào đáng kể nghe kỹ nha không cái nào đáng kể thì khi mà họ nghĩ không cả hai đều không có gì đáng kể lúc đó đặt cái tầng thứ ba là tầng vô sở hữu cái sở hữu đây không phải là chủ quyền mà sở hữu đây là là tiếng hán chỗ này, này là chỗ có vô sở hữu nghĩa là không có gì nha yeah, vô sở hữu ở đây nghĩa là không có gì chứ vô sở hữu này nó không phải là không phải là no possession không phải, không phải. mà vô sở hữu này nó là nothing nothingness là không có gì cả cái hư không mà lẫn cái tâm thức nó đều không đáng kể này rồi sao nữa bên cạnh uh, những người mà dính chặt vào cái tầng thứ ba để lại có một số ít người mà chán. rồi nó không lẽ cứ về hoài sao ta cứ như vậy hoài sao ta thì khi mà họ nghĩ như vậy đó họ chán cả cái tầng thứ ba lập tức họ chính cái tầng thứ tư là tầng phi tưởng phi phi tưởng cái tầng này là họ mới vừa lòng à ở dân à, y, đăng, y đăng y đăng và ni tăng Y đăng và ni tăng cái tầng này nè mới đúng là cái tầng gọi là cao nhất mà mà, mà mình có thể đạt tới ừ, đang bệnh tăng sanh tăng bệnh nhiệt cái tầng này mới là tầng thanh tịnh tầng này mới là tầng cao cấp hầu hết 99,9% chúng sinh phàm phu đều gọi là bị chết dí ở trong cái tầng thứ, thứ tư này cho nên tôi quay lại cái câu hỏi nghe rất là bình thường ý thức thanh tịnh không liên hệ các giác quan vật chất có thể dẫn tới gì mình nghe câu đó là thường nhưng mà nó sâu ở chỗ đó nó sâu chỗ là cái câu đó, đó, là tìm ẩn rất là nhiều vấn đề vấn đề nhất là hãy ngày nào mà còn dính liếu tới cái cái đời sống vật chất còn cái nhu cầu vật chất thì lúc mà chưa lên tới thấp chưa chưa đã thấp đó là cái thứ nhất cái thứ hai khi mà đã lìa bỏ vật chất rồi mà nếu mà còn cái lòng cầu sanh tử Nghe thì vẫn còn có chỗ để đi và hãy còn có chỗ để đi thì còn có chỗ để mà quay về có đi là có về thế giới này nó được kiến lập ở trên đôi bờ đối đại này hãy có cao là có thấp có sướng có khổ có mập có ốm, có trắng có đen có đi có về có thứ có lai ừ. nằm ngoài khứ lai nằm ngoài cái 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 đi và về đó tới và lui đó thì cái đó mới là giải thoát nhớ nha trên ừ. cái câu thì rất là sâu sâu lắm ừ. nhưng nó sâu ở chỗ là hệ chán dục thì về sắc mà chán sắc thì về vô sắc nhưng mà chán vô sắc rồi về đâu nếu không có gặp được chư Phật lại không có khả năng tự ngộ như là như Phật độc giác thì tiếp tục quay trở lại nữa kể cả ngày sẽ lại phát trí tuệ như vậy đó nếu mà không được gặp Phật pháp thì ngài tiếp tục đi nữa ngày trong kinh nói nếu mà ngày không gặp đó là ngày phải đi thêm một a tăng kỳ tử cái đó kinh ghi rõ ràng như phải tôi nói nha trí tuệ như ngày mà nếu không gặp được người khai thị khai thị hé, hé mắt ra giùm không nhưng ngã hé hé mắt ra thì ngày sẽ nếu mà mà ngày không được gặp được bạn, thì ngày phải đi thêm một quãng đường dài tương đương với quãng đường mà ngày đã đi thì ngày mới có khả năng tự ngộ mới có khả năng tự ngộ bởi vì ngày mới đi được có một một a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp thì ngài phải đi thêm một a tăng kỳ nữa thì ngài mới đủ sức chứng độc giác không cần thầy ghê Cái đằng này là nhà ngày gặp Phật pháp cho nên ngày ngưng ngày chỗ đó ngày, ngày đi ra từ cái cửa luôn Hỏi phải đi thêm đoạn một đoạn dài tương đương nhớ nha cái kinh này nó sâu lắm nó sâu lắm. rồi cái cái ngày tiếp theo đó là ngày 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 mai có cái cái người hỏi gì chuyện mấy cái này nè mấy cái điều mà hiện giả mới vừa nói làm sao mình biết được cái cái đó này tôi phải dịch lại dịch lại làm sao mà giả nói thì cao siêu thiệt hay thiệt nhưng mà làm sao bằng vào cái 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 điều kiện gì phương tiện gì mà mình có thể thấy được những điều hiện giả vừa nói thì ngay sẽ la nó phải có mắt tuệ Ừ. bây nha chắc cũng phải có mắt tuệ mới thấy được thì hai vị đó là coi như là, là cao thủ thì chỉ cần nói vậy là được rồi mắt tuệ tức là trí tuệ thôi chứ gì nhưng mà tại nghe ngày... giống như việt nam có cái người tàu với người việt có cái chữ tâm địa đó. cái ông nói tâm địa không có tốt thì tâm là tâm lòng là lòng chứ có gì đâu thì chỉ địa vô di thì cái ngôn ngữ là việt đó phải không nói tâm địa là cái lòng của nó lòng không đó tấm lòng không ừ. đó tâm hồn không đó thì ở đây cũng vậy nó trí tuệ nhưng nó có, có cái nhiều cái trường hợp tám sàn tám nó thẳng trí tuệ nó là mắc tuệ ừ, cái mắc tuệ ngày giảng xong là ngày mấy các thứ tá người hỏi những điều đó, đó những điều mà hiện giảng mới nói làm sao mình thấy được nó thì cái nó như là mắc tuệ thì trong chú giải mình nói mắc tuệ là cái gì ở đây thì chú giải mới nói rõ chú mắc tuệ đây nó gồm có hai đó là cái trí tuệ có từ thiền định và trí tuệ có từ thiện tuệ tức là hai cái tiếng trí này, này nè nó cộng lại nó mới thành ra cái là tuệ nhãn trong trường hợp này nhớ nha vì sao vậy là vì trí tuệ giải thoát nó khác cái trí tuệ sinh tử ở điểm này cái trí tuệ sinh tử là cái trí tuệ mà cao nhất lên tới phi tưởng phi, vi tưởng rồi kẹt cái đó cho rằng đó là đỉnh là thấp à, là chóp là nóc Đấy không đỉnh thấp chóp nóc này cái thứ trí tuệ đó là trí tuệ thế gian Ba cái tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cái gì đó. Tất cả đều là trí tuệ thế gian. Và những cái trí tuệ đó. Ở trong dòng luân hồi đó là mình đã có không biết là bao nhiêu lần. Vậy. Rồi cái trí tuệ của người đắc sơ nhị, tam tứ, thiền sắc giới. Trí tuệ của người đắc tư tông, vô biên vô, thức vô biên, vô sở quy tư. Mình đã, cũng đã có vô số lần trong dòng sân tiện. Nhưng mà rồi thì sao? Bây giờ nó vẫn nằm chặt dần ở đây nè. Cho nên... Ngài rất là phát Ngài mới nói rõ người nói cái, cái, trí tuệ đó, mà thấy được cái điều tôi vừa nói nãy giờ đó là phải là gồm cả trí từ thiền định và trí từ thiền tuệ trí từ thiền định thì mình đã từ vô lượng kiếp là lúc có lúc không lúc có lúc không mà đời đâu có khá đâu cho nên phải cần những cái trí thứ hai là trí từ tuệ. À, có từ thiền tuệ có từ thiền tuệ mình có từ thiền tuệ nhớ nha rồi. thì cái trí đó là cái, 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 cái trí của người mà tu tập tuệ quán niệm xứ đó với cái trí tuệ của họ đó họ mới thấy rằng tất cả những thiện ác buồn vui vui cỡ phạm thiên khổ cỡ địa ngục thiện cỡ đức phật mà ác cỡ chúng sinh phàm phu thì tất cả đều là vô ngã vô thường nhớ nha tất cả đều là vô ngã vô thường hết do duyên mà có có rồi phải mất cái trí này là gọi là cái trí tự quán còn cái trí mà, mà cái trí thiền chỉ cái cái trí do tu tập thiền định ấy là nó do tu tập nhẹ 40 điểm một rồi nó đặt thiền định anh đắc sơ nhị tam tứ ngũ thiền có thần thông có thiên nhãn minh và tha tâm thông đây thì nó thấy được nhiều điều mà những người không có thần thông không thấy được đây Đó cũng là một thứ một thứ gọi là mắt tuệ Uhm, mắc tuệ dụ như không có Phật Pháp Nhưng cũng có rất là nhiều người Họ chứng thiền Họ có thần thông Họ nhớ được kiếp trước kiếp sau Của mình và của người khác Có chứ Nhưng mà sao Nếu không có cái trí tuệ quán ý, Thì cái trí tiền định Nó ngon làm thiệt đó Nó là một công cụ làm việc Rất là ngon lắm Nhưng Nó là tiếp tục quẩn quanh thôi Để Phải có cái trí tuệ quán Đi kẹp Đấy Nhớ cái cái, cái, cái cái vài kinh này Nó sâu sâu lắm sâu 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 lắm nha sâu lắm những điều hiền giả nói đó làm sao mà hiểu được này nó phải nhờ mắc tuệ thì mắc tuệ đây là gì thì chú giải nó mắc tuệ đây tức là trí thì chỉ về trí do tụ tập thiền quán mà có được thì ngày mới hỏi thêm là nó cái tuệ miền giả mới nói đó này có thể giải rõ hơn tí không cái chỗ đừng nó hay ghê lắm mà nó khổ chỗ các vị không có đọc trong sớ giải và cũng không nghe ai giải thích thì cái chỗ này đọc ngủ chết luôn à, nghe này kỹ hơn thì ngày 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 ngày, 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 ngày. có thứ tá ngày hội ví dụ mà thiền trước hỏi chứ chứng ngủ thiền rồi mà chán năm chán vật chất đi về đâu mà nó đi về vô sắc à. rồi ngày hỏi thêm để thấy được cái điều đó thì phải làm sao ngày sẽ phát nó phải có mắc tuệ chứ Mất tuệ tức là trí thiền chỉ thiền quán rồi nghe mới hỏi thêm chữ, chữ tuệ ở đây thật ra cái ý hiện giả nó muốn nói cái nghĩa gì nó sâu chỗ này cái chỗ này là bà con nào mà, 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 đã ngủ thì nhớ tung cái mền ngồi vậy mà nghe còn đang thức là phải đi rửa tay nếu mà nghe cái chỗ này. phải rửa tay nếu mà nghe cái chỗ này cho nó bớt ngu Nghe hỏi như cái, 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 tuệ mà hiện giả mới nói là tuệ là, là, sao thì nghe sao phải phát nghe mới nói tuệ đây của hai thấy được cái cần thấy và lìa bỏ được cái cần lìa bỏ đoạn trừ cái cần được đoạn trừ thì cái tuệ đó là cái tuệ mà tôi đang nấu ở đây vậy như vậy thì tôi quay lại trong ngựa là 16 cái tuệ minh sát. Đấy, gom lại nó chỉ có hai đó là tuệ nhìn thấy và tuệ đoạn diệt yeah. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy rằng đây là danh, đây là sắc. Sắc gồm bốn đại và 24 sắc đi kèm. Danh là gì? Danh là tâm, tâm sở. Tâm đây là cái biết đơn thuần Không thiện ác thành phàm thánh. Cộng với 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở bất thiện làm nên tâm bất thiện cái tâm đơn thuần Yeah. mà cộng với 13 trung tính cộng với 25 tập sở tích cực thì làm ra tâm tẩm thiện này nhớ thì anh giả phải thấy rõ như vậy đó ừ, giả phải thấy như vậy đó giả biết rõ ở ờ, đây là danh nè đây là sắc nè ừ, đây là danh đây là sắc thì cái đó mới với có một phần của trí tuệ quá tiếp theo hành giả thấy rằng danh là sắc này nè do các điều kiện do các duyên mà có Đây là một trí thứ hai cái trí thứ ba nhã thấy rằng á cái gì có rồi phải mất đi đây đó là ba trí nhưng mà chưa chưa có ăn thua gì đâu cái này mới ghê nè thấy được chừng đó rồi chỉ mới là và một giai đoạn đầu thôi cái cái trí thứ hai mới ghê cái trí thứ hai đó, cái, cái, cái gọi là cái ti ra nó cái tia ra nó ba nó chưa ghê mà cái phải là ba han á nhà mới ghê có nghĩa là sao hiểu được cái cần hiểu thấy được cái cần thấy mới đi cái một phần đường mà cái phần tiếp theo là cái thấy của anh á nó đủ sức để nó cắt đứt cái phiền não thì cái thấy nó mới xài được và tôi nghĩ rằng tin rằng và biết rõ rằng ở ngoài đời cũng thế thôi bất cứ một cái biết nào bất cứ một cái biết nào hãy mình có được một cái biết này thì mình sẽ làm rớt đi một số cái dốt đối lập với cái biết đó biết nói rồi rùng hiểu không Đây. khi mà mình có được một cái biết thì lập tức có những cái dốt nó rụng xuống này không phải một cái mà rất nhiều cái dốt nó rụng xuống cứ có một cái biết thì nó sẽ là làm rớt làm rụng rất là nhiều cái dốt và ngược lại cứ mỗi một cái mình dốt thì nó lại mở đường cho vô vàng những cái dốt nát thiển cận hiểu lầm ngộ nhận khác nhớ nha cái một cái dốt nó kéo theo một đống hệ lụy như vậy và ngược lại cái hiểu biết nó cũng như vậy cứ có một cái biết thì nó là mở đường cho vô số cái biết khác và nó làm mà rơi rụng rất nhiều cái dốt liên quan trực hay là gián tiếp nhớ nha cho nên nó cái biết cái này nó có hai một là hiểu chuyện cần hiểu mà cái trí thứ hai cái thứ hai mới ghê có nghĩa là đủ sức để cắt đứt cái phiền não thì cái đó mới gọi là trí À, ví thí dụ như bây giờ mình nói mình tại sao tôi học đạo mấy chục năm rồi tôi ngồi thiền rồi tôi nghe phá chép kinh rồi tôi gặp gỡ tăng ni cao tăng ghi gớm quyên thăm bác học mà sao bây giờ tôi vẫn còn tham sân si ái mạng kiến nghi à, là bởi vì cái biết mình nó chưa tới cái biết mà tới á nó phải hỏi đủ hai điều kiện một là hiểu được thấy được cái điều cần hiểu cần thấy và thứ hai cái thấy nó đủ để cắt đứt cái phiền não thí dụ như vị tôi đầu quần khi mà ngài nhìn thấy lần đầu tiên đó, gọi là trí sơ ngộ đó lần đầu tiên mà ngài biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa mà ngài hiểu đó hoàn toàn bằng cái trí tuệ bản thân không phải là cái thứ vay mượn từ kinh sách từ thầy bà gì hết thì ngay khi mà ngài thấy được bốn rồi ngài thấy được cái là ngài thấy được là luôn luôn sống bằng ba nhận thức đó chính là có đường thoát khổ như vậy là khổ tập dự đạo mình thấy rõ nha thì khi mình nhìn thấy ngày ngày thấy được bốn đế như vậy thì lập tức thân kiến và hoài nghi rơi xuống cái rét rơi xuống liền cái ừ, cả đó mới là cái trí đáng kể còn minh ấy thì không mình chưa có cái trí đó mình hiểu chưa tới nơi mà nói vậy cái biết cái biết mình thì cái biết vay mượn cái biết mình thì biết vay mượn tiền mình mượn mình xài nó cũng y chang như tiền của mình nhớ nha tiền của mình mượn á, mình xài cũng y như cái giá trị nó tương đương với tiền của mình Đấy. nhưng mà trí tuệ kiến thức thì không cái trí tuệ cái kiến thức mà đã mượn rồi rắc, thì mình xài không giống như của mình nhớ nha nhớ mình mình nhận thức vấn đề bằng cái biết của người khác ấy. nó không giống như là mình mượn tiền của người khác mình xài nào thí dụ giờ má tôi thương tôi quá má cho cho tôi 10 đồng thì 10 đồng đó, tôi ra tôi mua được một cái bình bánh mà bây giờ tôi lục trong giỏ nhà tôi tôi lục cũng được 10 đồng thì 10 đồng của tôi cũng mua được bình bánh y chang như 10, 10 đồng của má tôi cho thì nhưng mà trí tuệ thì không. có những cái biết mà tự thân tôi thấm thía này nó khác còn cái biết mà do người khác họ trao cho tôi thì nó lại khác nhớ nha nhớ cái đó những cái này đặc biệt phải nhớ này thì khi mà một cái vị mà họ thấy rõ là mọi hiện hữu là khổ thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ Để còn thích ghét là còn còn đầu tư khổ mới muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ đấy thì khi mà họ, họ họ họ, họ, thấy rốt ráo như vậy đó một cái biết hoàn toàn là tự thân không vay mượn đấy thì ngay lúc đó lập tức là thân kiến và hoài nghi của họ vĩnh viễn được khai trừ được loại trừ được giải trừ này còn mình thì sao mình cũng nói như vẹt vậy nhưng mà cái biết mình nó không đủ không đủ ví dụ như mình bây giờ ai mà mình đang ngồi mình giảng ào 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 thì cái tôi đứa là nó lấy cái cây nó gõ vô đầu mình cái bon rồi coi như là cười sạch sạch sần là khùng rồi không chết là bị khùng đúng không chỉ cần không chết là nó bị khùng mà khi khùng rồi thì sao cả những cái biết mình về Phật pháp là vất đi lúc đó mới không nữa mà Đấy, không được trong khi tu đầu hồn thì không vì tu đầu hồn dầu sông cạn đá mòn vũ trụ cháy tan thành bụi thì vị tu đầu hồn cũng không vì thế mà thay đổi nhận thức về Phật về giáo pháp về chư tăng về tam tướng về năm quẩn 12 hai xứ 18 giới và 12 hai dương khởi, vì này tuyệt đối không có thay đổi và có đem vị này nghiền ra cho chỉ cần chưa chứng là hán tái sanh về cảnh giới nào thì vị nó cũng sống ở trong cái trí tuệ của một cái bậc sơ quả à, cho đến khi nào chứng quả là hán thì thôi còn riêng phàm phu thì không thuộc lòng tâm tạng thiền định ngon lành xuất sắc nhưng người chỉ cần một cái tác động vật lý lên trên cơ thể mình chỉ cần một cái ngoại lực vật chất nào đó tác động lên lên, lên mình là mình thay đổi liền nó đèo nó chết chết tiếng mắm thôi là mình thấy mình khùng rồi chứ đừng có chích tủ độc nha cái chích ven đó, nó lụi chừng mười cc nước mắm vô là mình coi như sao tam tạng tam tiết gì tôi nó mắm chầm đó tôi mới còn gì hết nào, không tin là bị làm thử đi Trong rung này ai thấy mình có bằng đại học ai có bằng tiến sĩ luật sư đó. lấy nước mắm nó tiêm vô trong cái tĩnh mạch tiêm vô 10 cc coi nó coi, coi cái bằng bác sĩ đó nó còn không Nhưng mà tôi không chịu trách nhiệm nha tôi chỉ gợi ý thôi chứ đừng có kiện tôi nói là ủng suối tôi tự sát cũng được nha còn có tò mò thì phải viết cái sành tử trạng là tôi làm điều này là do tự ý không phải do ai suối không rồi, rồi. 10 cc nước mắm không cần cái say mưa không cần uh, mà ba cái accent gì không cần accent accentic gì đó, không cần chỉ cần nước mắm thôi bởi vì cái nhận thức của mình đó là nhận thức phải mượn nhớ nha cho nên nên này ngày sẽ là phát ngày mới dạy ngày mới trả lời trí tuệ thật sự mà tôi vừa nói này giờ nó phải hỏi đủ hai cái điều kiện một là thấy được điều mà cần thấy ta đi nhây dầm trà nè tí thấy được cái cần thấy là cái thứ hai là ba tập băng ba tập băng tí có nghĩa là bỏ được lìa bỏ được tí bỏ được cái điều cần bỏ bỏ được cái điều cần bỏ bỏ thấy được cái điều cần bỏ. Bỏ thấy mà bỏ được cái điều cần bỏ thì cái đó mới gọi là trí tuệ à, còn cái trí mà thấy cho vui nhưng mà nó không có bỏ được cái gì mà hệ lụy ấy, à, thì cái đó chưa kể là là trí tuệ nhớ nha thật ra nó chỉ có mấy câu hỏi này thôi cái câu thứ nhất là nói về cái hành trình từ thiền sắc qua vô sắc cái câu thứ hai là hỏi vì đâu mà thấy được vậy thì người đó là rằng phải phải có mắc tuệ à, đây là trí thì trí chỉ và trí quán Vậy câu thứ ba đó nhà hỏi về cái trí đi phải hiểu trong chỗ này thì hiểu rốt đó nó là gì thì chỉ cần ba cái này nếu mà hiểu cho nó tới nó sâu được tôi ôm lại chất vậy nha cái thứ nhất là chúng ta thường sống ở trong cảnh giới nào chết dí trong cảnh giới này mà muốn giải thoát là phải biết chán trường cái nơi chỗ mà mình đang có mặt cảnh đi xa đấy đó là câu thứ nhất cái bài học của cái câu hỏi thứ hai là anh không thể nhìn thấy vấn đề khi mà anh không có ánh sáng và cái ánh sáng đó, đó nó phải là ánh sáng khách quan thế nào trong rung này cũng có kẻ hỏi tôi ở à đâu ở đâu kinh nào nói ở à, kinh nào nói có cái chữ khách quan mà muốn nhìn thấy thì phải có ánh sáng đúng rồi mà ta ông, ông, thêm cái chữ khách quan dạ có 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 nội mà ở trong trong chú giải người ta nói là cái trí chỉ và trí quán làm thấy khách quan trí chỉ là sao anh phải ly dốc anh phải ly dốc anh phải bất thích thì cái thấy của anh nó mới xài được đấy còn trí quán là sao cái nó khác cái trí trí cái trí chỉ ở chỗ cái trí tiền chỉ nó chỉ chán cái, dục đó, chán nó vật chất nhưng mà cái trí tuệ quán nó ghê hơn nó chán cái mọi hiện hữu nó chán mọi hiện hữu mà cả hai cái trí này nó đều có cái cốt lõi lúc đó là chán nhớ nha ừ, nhớ. đa phần ở đây tôi nói rõ luôn đa phần người thiền là mong là đắt không Đặt cái này đặt cái kia Hả? Thiền chỉ là đặt thiền định Đặt thần thông được về phẩm thiên blab, blab, blab. Là tu để được Cái thứ mà tu để được là tu đặt Tu để buông là tu đúng Nha Tu thiền chỉ là để làm sao ta Để buông năm triền Để liền năm dục Đó là tu đúng Còn cũng thiền chỉ mà tu để có thần thông Để đặt thiền Để có khả năng nhập định Hưởng cho nó sướng rồi chết được về phạm thiên thì cái đó tu để được mà cái thứ tu để được là tu trật ai à, nhớ nha thiền chỉ là người ta tu để mà lìa năm triền à, nhớ cái đó mới đúng là thiền quán cũng vậy không tu mà nếu mong đắc cái này cái kia là sai mà tu để không còn là phàm nữa tu để bỏ cái phàm tu để lìa phiền não lìa sanh tử tu để buông sạch sẽ sạch sành sanh Tút tuần tuổi tất tần tật đấy thì nó gọi là tu đúng còn tu mà để được cái gì đó là nó sai tu để buông tu thiền chỉ là để buông dục buông năm dục buông năm triền tu thiền quán là để buông danh buông sắc để buông sanh tử buông toàn bộ gọi là, gọi là điên đảo mộng tưởng thường lạc ngã tình buông sạch cái đó, đó gọi, là, gọi là thiền quán trong nam truyền nha yeah. như vậy là đã nói cái trí chỉ trí, trí quán là người ta muốn nhắm đến cái, cái cảnh buông còn mình là nắm

nói vậy chứ nãy giờ sư huynh nói hai cái trí đó nhưng mà nói rõ hơn được không nó nói được chứ được được chứ được hai cái trí đó chính là cái, trí. thấy được cái cần thấy là cái gì nữa và phải đoạn trừ cái đần cần mới đoạn trừ cái trí mà có khả năng thấy và đoạn trừ rồi cái trí đó mới là cái trí mà tôi đang muốn nói ở đây còn ba cái trí mà lơm chôm của cái đám phàm vu mà, mà, mà mạc hẹn á, cái đó là, cái biết để mà trồng chất vô kho cho nó đầy bụi được để xài được mà cái thấy là nó đính kèm với cái buông thấy buông thấy buông 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 thấy nó đâu nó buông nó mặt trời lên thì sương tan sương tan sương tan băng tan tuyết tan Sương tan băng tan tuyết tan thì cái đó mới là cái xài được đây. còn đằng này phạm vu nó học để nó chất nó trồng trồng chất các dấu chồng chất các dấu nhớ nha. Còn vô mình vô học, vào hành, vô giữ giới, vô bố thí, vô cái vô dấu, giống cái dấu gì đi nữa thì luôn luôn là chồng chất các dấu, chồng chất các dấu, càng tu càng nặng. Còn mà tu đúng ý càng tu nó càng sáng, nó càng tu nó càng nhẹ rồi. nó buông mà. Ở đó nó kiêng mang vác, à, còn bây giờ không kiêng không mang không vác, không đội, không cầm, không nắm, không xiết không ôm nữa, nó mới buông. Đấy nó sâu kinh khủng lắm cái, 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 này mà cứ là cứ đọc liếc qua không hiểu không hiểu chát rồi bị đồn, nó xấu kinh tạng nó kinh đọc nhức đầu cái đầu mình đầu bư nó, nó, mới nhức ok ừ. cái bài kinh này ngày xưa tôi mê nó được tôi mới bỏ trong 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 ngay trong calama mà tôi bỏ vô hối hận nó chết vụ đậu rồi mấy cái đá tạo lao đại chúng nó nghe nó hiểu sao nổi trời lấy giờ mình có phép màu tôi rút cái kinh này ra tôi đưa mấy cái kênh mà ừ, như là, là kinh thi Cá lơ việt hiếu đạo ừ, cha mẹ con cái rồi đạo nghĩa vợ chồng tình nghĩa bạn bè thầy trò đó tôi tưởng tôi, tôi tính nó cái mức đó nữa. bởi vì đại đa số bà con là có, nhiều quá thôi việt nam mà Đấy. nhưng mà thôi lỡ rồi ok là phải lỡ, lỡ in là phải giảm phải nha Biết mấy giờ đến mấy bốn ngày còn thêm tăng nữa tới cái giảng tới cái bài giảng mà cũng rung lắm mới giảng mà ai hiểu mà còn biết tôi giảng cho cái lớp này mà dây nó nổi từng cơn nhá chứ giảng nghĩa trang để mình nghĩ giảng thì cái dông nó nghe chứ thằng đâu nó biết mà vấn đề là không có biết mà nghe cái mặt nó ra làm sao mà hôm nay có nhiều người ghét lắm tôi biết để đi ngược cái hiểu của họ đó rồi họ thấy mình nói cái gì không, không có không có trọng họ họ bực lắm trọng gì đó trọng rồi Bây giờ tiếp theo cái này tiếp theo là cái gì ta ngày cái câu thứ hai nữa là cái cái cái, cái chữ chánh kiến á, nó ngài sẽ phát đã mới về giảng trí tuệ xong thì ngài mai có cái khác ngài lại bầu thêm câu nữa để ngài thấy Swin mình nói đã quá à ngày ngày bây giờ mới là ngày ngày cái ngày cái ngày, 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 xài cái chữ trí nữa thì thì thì, thì, thì nó, kỳ cho nên ngày dùng một cái từ từ gì ta cái từ đồng nghĩa ừ, chứng kiến người cái trí tuệ là đồng nghĩa bà con nào mà, mà trong, trong làm gì có ở trong bộ sanh cái đi á đi đức phật ngày định nghĩa cái chữ là, là, là trí tuệ đó ngày là ngày ngày định nghĩa một loạt cái từ đồng nghĩa panh nha pa cha nó nào có vô có vô, 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 vô thăm có vô, vô xa, lá, cả, nào

trên trí tuệ và, và chánh kiến nó là một loạt từ đồng nghĩa Ở trong sangani đó là tôi đọc trong sangani đó ừ. à, tôi mà có có người ruột đó là tôi bắt phải học Được lòng cái định nghĩa ừ. định nghĩa của của năm mươi hai sở và 28 mươi tám xuất phát trong chánh tạng ấy trong chánh tạng ấy nha yeah, không có lâu đâu không có lâu mà tôi tính một lúc rồi nó chắc cao là năm ấy tôi đưa cái đó vào nhưng mà cái đó là chết á cái đó là chết á ừ, cái đó dịch qua tiếng Việt cũng khùng mà 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 ai có nhu cầu cái đó đây chứ lẽ ra đó là học tứ điểm xứ là phải biết cái A -tì học A -tì là phải biết 200 pháp thực tính à, tức là bốn khía cạnh chân đế của mỗi pháp chân đế không đồng thời nó thuộc lòng cái định nghĩa bằng tiếng Pali ừ. của 72 pháp thực tính đó 72 ừ. 72 hoặc là 200 ấy. ừ. rồi nhớ yeah. thì bây giờ ngày mình tiếp tục hỏi về trí tuệ nữa nhưng mà ngày tránh thì không có dùng trí tuệ mà ngày dùng cái từ đồng nghĩa là từ xong mà đích trí thôi siêu huynh thì chỉ có chính kiến nó có bao nhiêu cái điều kiện ừ. có bao nhiêu điều kiện thì có được ừ, chính kiến là thấy đúng mà thấy đúng tức là trí tuệ đó ừ thì ngày sợ Phật ngày mới nói là chứng kiến có hai có hai cái, cái điều kiện một là cái khô sát ở đây ngày Minh Châu anh tên tu không biết không chắc là ngày dịch nha tôi không chắc là ngày dịch mà chắc là do cái ban cái ban gì cái ban mang băng cua băng bạc gì trong nước sửa là sao có bao nhiêu điều kiện nó tạo ra chánh kiến thì người nói có hai gọi là parakho sát đây dịch là tiếng của người khác nghe kỳ lắm parakho sát có nghĩa là sự trao truyền từ người khác parakho sát là sự trao truyền từ người khác và thứ hai là vô ní có nghĩa là suy tư đúng cách suy tư hợp lý suy tư một cách hợp lý thì gọi là như lý tác ý còn còn cái cái tiếng của người khác ở đây mình phải hiểu nó là sự trao truyền từ người khác parakosas rõ ràng nó là trong tiếng bali parakosas là sự trao truyền từ người khác mà cái này là dịch google nè tiếng của người khác là dịch google nha yeah. khổ vậy đó dịch google ừ. và sẵn cái đây cho tôi nói một cái câu nó rất là không nên nhưng mà ở đời nhiều khi đánh rắm mà mình còn đứng không được mà. đó là để tránh một cái làn sóng thị phi đang tràn ở trên mạng mà tôi đã ý, bình tâm, nhẹ, bình tâm, ý, bình tâm đến mức im lặng trong một thời gian dài. nó đang có cái thị phi ý, về ý, có liên quan đến tôi, thì cho nên tôi chỉ nhắc bà con một chuyện thôi. Tất cả những cái trích dẫn bài giảng của tôi thì có nhiều bà con tự ý thêm tắt và trong đó có nhiều cái nó rất là lạ, nha là một thứ hai là có những cái này tôi nói nguyên văn ở trên, trên trên Facebook có những vị cứ đợi mình giảng xong thì lấy nguyên cái đó xuống mở một cái lớp riêng và là gây một cái một cái hoang mang uhm, cái là thôi giờ tôi nói tôi thì nói vị khác đi tức là ông A cứ đợi ông B giảng xong lấy cái đó đem xuống chỉnh sửa chút đỉnh rồi khi điện tử đó tôi thắc mắc thì mình phê phán ông kia như là mình là sư phụ vậy đó mà thật ra cứ cứ canh cứ canh ông Nga giảng nhiều thì thiên về chỉnh sửa rồi còn bài bài xích người ta mà cứ mình cứ nhìn cái ngày tháng mình biết tức là cái nội dung. Cái nội mình cứ cái coi co, co cái cái ngày tháng á, ngày tháng. Cứ, cứ ông Nga xong là ông bê thiên về, ông bê chỉnh sửa lại. cứ như vậy thì cái để tránh cái phiền. Thì bà con coi cái ngày tháng dùm rồi. Bây giờ là tôi quay đó lại chiếc bát rác khô xác. khô xác có nghĩa là sự trao truyền từ khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đôi lúc trong đời sống tự mình cái khả năng tư duy có vấn đề à, thì mình cái kiến thức nó không đủ khả năng suy nghĩ không đủ thì mình phải đi học phải nghe từ người khác đây mình mới có được cái chánh kiến à, ví dụ như bây giờ mình dốt về khoa học mình dốt về giáo lý thì làm sao mà từ trong bụng mẹ mà dăng ra cái đùng rồi mình biết hết được bắt buộc phải học từ người khác mà học từ kiến thức thế gian cho đến kiến thức phật pháp và đặc biệt chỗ này là đang nói về kiến thức phật pháp ai làm ai đến đời này là nhiều vừa, vừa sanh ra Mà đã biết 12 duyên thể biết quẩn xứ giới đấy ai biết được bắt buộc nếu không phải là phật chánh đẳng giác thì là những người ngoài ra nó là phải do học từ người khác được người khác trao truyền kể cái ngày sau lại phật cũng phải được đức phật ngài trao truyền cho ừ. thì trường hợp này được gọi là parakosa sự trao truyền từ người khác và cái này nó sâu lắm Tại vì hết giờ đúng này chỗ này nó sâu lắm sống ở đời chúng ta chỉ có hai động từ thôi đó là cho và nhận chúng ta phải có cái gì để cho người khác cho cái đàng hoàng chứ không cho cái tàu lao cho rác rưởi không sống mà phải có cái gì để để cho, để cho ra và cái thứ hai là nhận kẻ có người cho thì có người nhận không phải ai cho cái gì mình cũng nhận mà phải có lựa chọn và bản thân mình sống là phải có đóng góp phải có hy hi hiến mà hi hiến và đóng góp này có nghĩa là gì có nghĩa là cho cho người khác cái gì đó cho mình cũng phải lựa cái mà cho mà muốn có cái để cho thì mình phải có rồi mình mới cho chứ không mình phải lựa cái gì để mình có mình sở hữu cái gì đàng hoàng rồi mình để sở hữu phải có lựa chọn mà đem trao ra cũng phải có lựa chọn và nhận cũng vậy nhận cũng phải nhận có lựa chọn chứ phải cái giống gì người ta đổ là trút xuống mình là cái đống rác mình phè ra đó mình gánh hết là sai nha cho nên cái cái chỗ này nó sâu lắm cái tránh tri kiến đúng cái điều kiện đầu tiên là phải là được sự trao truyền từ người khác Hey, là suy tư hợp lý, suy tư hợp lý. Hai cái này là hai điều kiện tối thiểu cần và đủ để giúp mình có được cái tránh tri kiến. Nha. Yeah. Chứ còn mà cấm đầu thờ thầy, cấm đầu thờ mấy cuốn kinh mà lại thiếu cái gọi là suy tư hợp lý, Không, như lý tâm ý thì kẹt lắm, kẹt lắm. Tôi kể hoài cái câu chuyện thằng bé mà mẹ nó dắt vào Trong cái, 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 cái chỗ tiệm tạp hóa đấy mẹ nó hỏi thích nước gì mẹ mua nó nói chỉ mấy cái lon nước trái cây thôi mẹ hỏi là thích nhiều lấy đi nó hốt bốn lon ừ, thì mẹ nó trả tiền thì mẹ nó đang lây quay trả tiền thì mẹ nó nghe nó khui bóc 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 tổng cộng là bốn lon thì bà mới hết hồn bởi vì giật mình vừa ngạc nhiên mà vừa giận bà hỏi tại sao khui hết đây uống bao nhiêu khui bao nhiêu nó nói không ở trên cái lon ngồi cái ghi là open here Open bên kia là mở ngay ở đây nè đây cho nên là mình mua ở đâu là mình mở hết bây giờ mua nguyên một kết 50 lon cũng khui bằng hết mình người ta đã ghi rõ open here à, mở ở đây đúng không thì bà má kêu trời và tất cả phật tử chúng ta đa phần là đều giống thằng bé đó à, cứ thấy open here thì here là ở đây chứ ở đâu here là cái tiệm này nè cái tiệm này đúng không mà trong khi mình quên là cái hia nó có nó còn bao nhiêu nghĩa nữa hia là nó gói gọn trong cái lon đó hay là cái tiệm này hay là cái cái khao ti này cái thị trấn này cái 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 thành phố này nó, nó, cái chữ hia này nó nhiều phải không nó here, nó nhiều có lúc hia là mình phải hiểu nó là cái hành tinh này nhớ có lúc cái chữ hia phải hiểu là hành tinh này hoặc là châu lục này đất nước này quận huyện làng xã ấp tổ khóm khu này đây nhưng mà bây giờ vấn đề thằng bé này nó hiểu quá đúng nó đúng nhưng mà má nó nhìn về và cái nghĩ, nghĩ nó sai sai cái gì đó. nó sai sai ở chỗ là tại sao nó khui bốn lo đó. mà nó đúng ở chỗ là tra từ điển là đúng ai tra từ là đúng mà ngay cả bản quỷ từ điển nó cũng quỷ từ điển là chết luôn cho nên này phải nhớ cái đó ok hẹn là bà con kì chị sao thấy cái mặt ông ông, ông nhân cũng đời ra rồi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần từng sao hay quá tương hình quá chính xác rồi dạ dạ con cảm ơn sư dạ hàng sư từng sao <laughs> quý vị ai chọc sư để sư la ông sùng dạ nhân và anh kiên xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau xin chào quý vị dạ, good night chào anh kiên chào mọi người